chào các bạn, mình là Phương. Hôm nay mình giới thiệu các bạn một món ăn tên là Xuân Quán Chiên Thỏ Quay Tây Bắc ở đường N1, khu phố Mỹ Tân, phường 7, thành phố Bến Tre. Được người nói cho mà nghe, tâm hồn này chẳng để lặng lẽ. Thương cho giót mẹ, thôi thì mặc phần đời mình chơi vơi. Để bị nói cho mà nghe, Tết năm nay mình vẫn còn trẻ. Xuân đang tới rồi, nên Mỹ cũng muốn đi chơi. Bao lâu hả? Tầm 2 tiếng rồi hả? Này là mình đi đón giấc mơ sớm mai gọi mời. Nơi vòng tay ấm em chẳng rời. Hoa bàn trắng nở đầy con bạn nọ. Hương sắc còn chưa phai. Đời mình đâu có phải vui cứ sao lại buồn. Biết ngày mai trắng đêm nay tròn buông. Em không bắt qua bao rời rồi. Tiếng không một đời tháng qua. Bạn nào mà quan tâm đến món thỏ nướng này có thể liên hệ đặt trước để cho quán chuẩn bị trước. Ở số điện thoại hiện ngay trên màn hình. Hôm nay mình sẽ bán một cái quán lần đầu tiên có mặt ở Bến Tre. Với những